chào quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 12 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với tỉnh đoàn để đánh giá công tác hoạt động trong năm qua. 3 triệu chậu hoa sa đéc phục vụ Tết Tân Sửu. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo thế giới có nguy cơ có thêm một đại dịch khác. Bây giờ, mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 1 tháng 12 năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn để đánh giá về công tác hoạt động trong năm qua. Qua đánh giá giữa nhiệm kỳ 2017-2020, đến nay tỉnh đoàn đạt và vượt 3 chỉ tiêu, 9 chỉ tiêu còn lại đạt được 85%. Trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung công tác lập nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên, nhân rộng nhiều mô hình thanh niên phát triển kinh tế có hiệu quả, gắn với đó là tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Qua đây, tỉnh đoàn kiến nghị tới Thường trực Tỉnh ủy quan tâm cho chủ trương kiện toàn hai chức danh Phó Bí thư và nhân sự cho tỉnh đoàn, quan tâm đến kinh phí hoạt động của tổ chức đoàn cơ sở để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải ghi nhận những kết quả đạt được của Đoàn Thanh niên tỉnh nhà thời gian qua. Qua đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, đơn vị cần tiếp tục hoạt động đoàn ở cơ sở, nhất là phải phát triển các mô hình có sức lan tỏa phù hợp với địa phương. Về công tác tổ chức bộ máy, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đề nghị tỉnh đoàn cần chăm lo công tác cán bộ để có lựa chọn quy hoạch đào tạo, bổ nhiệm những cán bộ có năng lực, đạo đức và chuyên môn. Chú trọng thay đổi cách làm việc, tăng cường đi cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động. Sáng nay ngày 1 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ một số sở ngành. Các quyết định này có thời hạn 5 năm, hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2020. Theo đó, bà Đỗ Hữu Thùy Dương, Phó Chánh Thanh tra tỉnh được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bà Hồ Thị Diệp Thúy được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Bà Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, Trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại Sở Kế hoạch và Đầu tư, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ông Nguyễn Hồng Phúc, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út mong muốn các cán bộ được điều động bổ nhiệm lại hoặc bổ nhiệm mới dù ở bất kỳ chức vụ, cơ quan công tác nào cũng không ngừng phấn đấu học tập rèn luyện đạo đức, chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ năng lực quản lý, đoàn kết nội bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Sáng nay, Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Long An tổ chức hội nghị tập huấn luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo các sở ngành tỉnh, đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại buổi tập huấn, đại biểu được nghe các chuyên đề liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước như những vấn đề cơ bản của luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, chuyên đề về hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định cụ thể của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay và chuyên đề về thực trạng tình hình bảo vệ bí mật nhà nước, phòng chống lộ, mất bí mật nhà nước trên không gian mạng. Buổi tập huấn giúp lãnh đạo các sở ngành địa phương và cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước nắm vững những điểm cơ bản của luật và các văn bản dưới luật nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo tốt an toàn, an ninh thông tin, góp phần ổn định chính trị, kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị, chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống quân khu 10 tháng 12 năm 1945, 10 tháng 12 năm 2020, huyện Đức Huệ đang tập trung hoàn tất mọi việc để tham gia các hoạt động về nguồn do Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức vào các ngày 3 và 4 tháng 12 năm 2020 trên địa bàn huyện. Theo kế hoạch, chương trình về nguồn sẽ diễn ra chủ hoạt động gồm dân hương tưởng niệm khánh thành các công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống quân khu, hội trại truyền thống, chương trình văn nghệ và xem phim truyền thống, tặng 400 suất quà cho gia đình chính sách hộ nghèo và 25 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học, thăm khám bệnh, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng. Để chương trình hoạt động về nguồn diễn ra thành công, ban tổ chức tăng cường giám sát, kiểm tra, chỉ đạo triển khai thực hiện theo kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan cấp trên và địa phương, đảm bảo thực hiện các hoạt động theo mục đích yêu cầu đề ra.
Hôm nay, ngày 1 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân thị xã Kiến Tường về hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Nội dung lấy ý kiến tập trung vào các vấn đề như quy hoạch bố trí các khu chế biến sản xuất nông sản, hệ thống đường giao thông kết nối các xã nông thôn với khu vực đô thị, hệ thống điện, nước, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, việc đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân của các cơ sở y tế, việc đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa thể thao của Trung tâm Văn hóa Thể thao Thị xã và Nhà văn hóa, sân thể thao các xã, cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy của các trường, việc liên kết sản xuất giữa các xã và khu vực đô thị, hệ thống thu gom xử lý chất thải rắn, công tác bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, tình hình bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông, công tác cải cách hành chính của cơ quan nhà nước. Thông qua buổi tập huấn lấy ý kiến để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân cũng như phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, nhằm đánh giá khách quan, thực chất kết quả xây dựng nông thôn mới ở địa phương, đồng thời nêu cao trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới của thị xã Kiến Tường. Chiều nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn mô hình quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Châu Thành, Long An cho quả thanh long của tỉnh. Tại buổi tập huấn, chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Sở hữu trí tuệ đã cung cấp những vấn đề cơ bản của pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu logo chỉ dẫn địa lý cho quả thanh long Long An, hướng dẫn quy định về cấp sửa đổi, gia hạn và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, các yếu tố kiểm soát tối thiểu trong hoạt động kiểm soát được sử dụng chỉ dẫn địa lý và chất lượng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, bảo hộ chỉ dẫn địa lý và tên gọi xuất xứ hàng hóa sản phẩm thanh long được xem là một hướng đi có hiệu quả nhằm bảo vệ uy tín và phát triển thương hiệu thanh long Châu Thành Long An trên thị trường. Có chỉ dẫn địa lý, thanh long Châu Thành sẽ được truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đặc biệt là có cơ hội cạnh tranh cao hơn. Đây là sản phẩm nông nghiệp đầu tiên của tỉnh được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Sáng nay, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống HIV/AIDS. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tại Long An, ông Võ Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Y tế dự hội nghị. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, kể từ khi ca nhiễm HIV được phát hiện lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1990, đến nay nước ta đã tròn 30 năm chính thức ứng phó với căn bệnh HIV/AIDS. Những kết quả đã đạt được trong suốt 30 năm qua trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS, công tác quản lý y tế, chăm sóc sức khỏe người bệnh, phòng chống lây lan trong cộng đồng, huy động nguồn lực, sức mạnh xã hội và hợp tác quốc tế, để lại cho Việt Nam nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng chống bệnh HIV/AIDS. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ cảnh báo, mặc dù hiện nay với kinh nghiệm thành tựu khoa học, y học, phương pháp kỹ thuật, dược phẩm, phòng chống HIV/AIDS phát triển, giúp cho căn bệnh thế kỷ này giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, hạn chế rủi ro, giảm thiểu tử vong, kéo dài sự sống. Nhưng không vì vậy mà chúng ta lơ là chủ quan, trái lại phải thường xuyên quan tâm hơn nữa để đạt được những thành tựu mới với mục tiêu cao hơn. Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồi cuối tháng 8 năm 2020 là một bằng chứng rõ ràng để Việt Nam tiếp tục phòng chống hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Chuyển sang một số tin tức khác. Thưa quý vị, sáng nay, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Tân Hưng tiến hành kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, y học cổ truyền và mỹ phẩm tư nhân trên địa bàn huyện. Tại các cơ sở hành nghề y tư nhân, đoàn tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy chế khám chữa bệnh, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, việc xử lý chất thải y tế, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề và phạm vi hoạt động chuyên môn, kiểm tra bằng cấp chuyên môn, giấy phép kinh doanh và các giấy tờ liên quan của người thực hiện khám chữa bệnh tại cơ sở. Đối với các cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm tư nhân, đoàn kiểm tra bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, giấy chứng nhận đạt GDP và phạm vi hoạt động chuyên môn, giấy phép kinh doanh, nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, hạn sử dụng của thuốc, việc niêm yết giá thuốc. Qua kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, nhắc nhở và có biện pháp xử lý đối với các cơ sở vi phạm, góp phần đưa hoạt động của các cơ sở đi vào nề nếp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và an toàn sức khỏe cho người dân. Trong những năm qua, công tác giảm nghèo luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp các ngành trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm đáng kể, góp phần tích cực trong việc cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Gia đình anh Cao Huy Huấn ở xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh từng là hộ nghèo của địa phương. Nhưng giờ đây, anh đã sở hữu nhiều mô hình đạt kinh tế hiệu quả cao như nuôi ếch, nuôi bò, trồng sen lấy ngó. Trước đây, trong lúc khó khăn nhất, anh Huấn đã nhận được sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đó là số vốn đầu tư 20 triệu đồng để làm ăn. Nói chung là các cấp chính quyền đã giúp đỡ số vốn làm ăn như tôi vậy là mới phát triển lên được. Cũng nhờ được hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Tân An vào năm 2018, ông Lê Văn Bang, xã An Vĩnh Ngãi đã đầu tư nuôi bò thịt. Nhờ chăm chỉ làm ăn mà gia đình ông Bang đã thoát nghèo vào năm 2019. Khi cuộc sống ổn định, ông đã hoàn vốn mượn từ nguồn quỹ sau 2 năm thực hiện mô hình chăn nuôi. Trước đây thì nó rất là khó khăn, thuộc về hộ nghèo. Hộ nghèo nhiều năm rồi, rất là khó khăn. Bởi vì trong cái cuộc sống thì nó thiếu cái vốn. Cho nên rồi cũng nhiều cái hoàn cảnh mà để nó đi đến cái nghèo. Rồi bây giờ thì nhận được thêm được cái nguồn vốn hỗ trợ thì cũng dễ làm hơn. Thì qua triển khai thực hiện đến nay thì các cái nội dung thực hiện về chăm lo cho người nghèo luôn được mặt trận và các đoàn thể của các cấp trong thành phố quan tâm. Thì cụ thể thì qua triển khai như vậy thì đến hôm nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn của thành phố Tân An từ 596 hộ của năm 2015 đến nay chỉ còn 299 hộ. Giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã kêu gọi ủng hộ quỹ vì người nghèo tỉnh từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân với tổng số tiền 86 tỷ 749 triệu đồng, xây dựng và sửa chữa hơn 1.990 căn nhà đại đoàn kết với số tiền trên 70 tỷ đồng cho người nghèo, người cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Các căn nhà xây dựng kiên cố, góp phần giúp người nghèo an cư lạc nghiệp, làm ăn sinh sống. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm từ 1 đến 1,2% một năm, về trước chỉ tiêu nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ Long An nhiệm kỳ 2015-2020 một năm. Mặt trận sẽ phối hợp với các tổ chức thành viên để thực hiện các phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt là tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, để từ đó thì được cái sự ủng hộ của các mạnh thường quân, các doanh nghiệp và các cái tổ chức tôn giáo và nhân dân trong tỉnh để góp phần chung tay với mặt trận trong cái công tác giảm nghèo. Có thể thấy, những chủ trương đúng đắn, những chính sách kịp thời đến với người nghèo đã mang lại hiệu quả thiết thực. Điều đó cũng thể hiện sự quyết tâm đồng lòng của đảng, chính quyền từ tỉnh đến huyện, xã trong nhiệm vụ thực hiện mục tiêu giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, gắn với phương châm tỉnh Long An chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Một số nội dung trong phần tiếp theo của chương trình. Sạt lở nghiêm trọng ở tuyến giao thông Trị Yên, xã Long Trạch, huyện Cần Đước. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo thế giới có nguy cơ thêm một đại dịch khác. Thưa quý vị và các bạn, bất chấp Covid-19, sản xuất công nghiệp tháng 11 tiếp tục khởi sắc, đặc biệt là ngành chế biến chế tạo với mức tăng cao 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, tính chung 11 tháng năm 2020, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 9,3% của cùng kỳ năm 2019. Trong đó, ngành chế biến chế tạo tăng 4,7%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3,2%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4%, riêng ngành khai khoáng giảm 7,1%. Riêng về tình hình lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm ngày 1 tháng 11 năm 2020 tăng 1,1% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 2,4% so với thời điểm năm trước. Hiện bà con nông dân các vùng trồng qua ở đồng bằng sông Cửu Long đang tất bật xuống giống cho vụ qua Tết Tân Sửu năm 2021. Riêng làng qua Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, một trong hai làng qua chủ lực của cả phía Nam, đưa vào sản xuất vụ qua Tết với trên 100 hectare. Diện tích sản xuất hoa kiển phục vụ Tết Tân Sửu 2021 của thành phố Sa Đéc khoảng 100 hectare và đang vào cao điểm sản xuất.
Chủ lực của làng hoa Sa Đéc trong các dịp Tết Nguyên Đán vẫn là cúc mâm xôi, cúc vàng, cúc đại đoá, cúc kim cương, dạng thọ lùng, dạng thọ pháp, cúc đồng tiền, cát tường, dạ yên thảo, hoa hồng, hoa giấy, màu gà, mai vàng. Nhiều nhà vườn nơi đây cũng đang đưa ươm tạo, phục tráng đại nhiều giống hoa cổ, hoa lai tạo độc lạ như các loại hồng cổ, cúc tia, cúc đồng tiền mini siêu lùng. Dự kiến làng hoa Sa Đéc sẽ cung cấp cho thị trường Tết khoảng 2,5 đến 3 triệu chậu hoa các loại, trong đó cúc mâm xôi là trên 150.000 chậu, hồng trên 600.000 chậu. Tết Canh Tý 2020, làng hoa Sa Đéc cũng tung ra thị trường gần 3 triệu chậu hoa Tết. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trên tuyến đường liên xã Long Khê, Long Trạch thuộc địa bàn huyện Cần Đước dài hơn 5.000 mét, nằm dọc theo kênh Trị Yên là hệ thống thủy lợi kết hợp giao thông của khu vực. Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh nạo vét lòng kênh nhằm tăng khối lượng nước dự trữ, đảm bảo việc cấp thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các xã kênh Trị Yên thuộc hai huyện Cần Đước và Cần Giuộc. Do tác động dòng chảy và thủy triều thay đổi, tuyến đường ven kênh bị sạt lở khá nghiêm trọng. Ngành chức năng tỉnh đã khảo sát và cho gia cố đóng cừ tràm ở những đoạn sạt lở. Năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đầu tư nâng cấp trải đá cấp phối toàn tuyến giao thông, phục vụ việc đi lại cho nhân dân thuận tiện hơn. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, tình trạng sạt lở nghiêm trọng hơn, đặc biệt là khu vực xã Long Trạch, nhiều đoạn bị sạt lở ăn sâu vào tuyến đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trước tình hình trên, ngành chức năng tỉnh cần khảo sát toàn tuyến và có biện pháp tích cực hữu hiệu hơn để khắc phục tình trạng sạt lở như hiện nay. Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng tiến hành tiêu hủy đàn heo 16 con trên 3 tháng tuổi của hộ chăn nuôi Lê Nhật Bình ở ấp 5, do trước đó có 3 con heo trong đàn chết chưa rõ nguyên nhân. Gia đình anh Lê Nhật Bình cho biết vào ngày 28 tháng 11 năm 2020, thấy có vài con heo trong chuồng bỏ ăn, dấu hiệu bị sốt nên mua thuốc về tự điều trị. Đến ngày 30 tháng 11, có 3 con heo chết nên đã báo cho cán bộ thú y xã xử lý. Cùng ngày, đội ứng phó nhanh phòng chống dịch tả heo châu Phi huyện Tân Hưng đến Vĩnh Bửu, phối hợp cùng với chính quyền và cán bộ thú y xã kiểm tra thực tế đàn heo và lấy mẫu gửi về tỉnh. Đội ứng phó nhanh phòng chống dịch tả heo châu Phi, huyện Tân Hưng lập biên bản xác định tình trạng heo bệnh và yêu cầu lãnh đạo xã cho tiêu hủy toàn bộ đàn heo 16 con, có trọng lượng trung bình 42 kg một con, đồng thời cho vệ sinh sát trùng chuồng nuôi và xung quanh nhà hộ chăn nuôi Lê Nhật Bình. Qua đây cũng cảnh báo người dân vào thời điểm giao mùa như hiện nay, cần chú ý chăm sóc kỹ đàn heo của mình, không nên để tái đàn khi chưa có ý kiến của chính quyền địa phương. Đồng thời phải đảm bảo thực hiện tốt các khâu vệ sinh môi trường trong chăn nuôi.